Xin chào bà con, chào toàn thể các bạn. Bây giờ tôi sẽ chia sẻ cho bà con về cây đinh lăng. Bây giờ là vào mùa xuân thì tôi sẽ trồng cây đinh lăng. Xin mời bà con. Thì đây là cây đinh lăng tôi trồng tại vườn, nhưng mà lá nó đã bị vàng như thế này, lá nó đã bị vàng. Ở đây một cây lá nó không phát triển được và nó sẽ rụng rùi hết như thế này. Đây. Thì đây là lý do cây đinh lăng này tôi trồng ở những cái khu vực đất bạc màu, đất núi, đất đất có đất chân núi, đất cặt phá nhưng mà đất bị bạc màu, đất có độ chua cao, đất có độ chua cao, cho nên là cây đinh lăng không thích hợp, không phát triển. Và nó có hiện tượng là bị nhiễm độc và không phát triển được. Nếu mà tiếp tục trồng để chăm sóc thì nó sẽ chết. Rất là khó, nó không thích hợp với cái đất này. Nên bây giờ tôi sẽ đào lên và đem đi trồng chỗ khác. Thì đây là cái đinh lăng thì nó cũng chỉ thích hợp với những cái vùng đất đất màu mỡ, đất có độ chua không cao, không có độ chua, đất màu mỡ, đất phù sa, đất màu mỡ, chất là những cái đất ruộng đấy. Thì đây là cái vùng đất rất là bạc màu cho nên là cái đinh lăng không phát triển được, đất có nhiều phèn chua cho nên là nó bị nhiễm độc đấy, rất khó chăm. Vì vậy bây giờ tôi bận đi nơi khác để trồng với bà con. Bây giờ tôi sẽ đào lên cho bà con xem. Đây là cái đất chân núi, đất đỏ, đất có màu đỏ, đất rất là bạc màu. Đất này thì không thích hợp để trồng cây đinh lăng. Đất này chỉ thích hợp để trồng cây chè xanh thôi. Trồng ổi được, trồng chè xanh được, trồng mít được. Nhưng riêng cây đinh lăng thì không thích hợp. Chăm sóc rất khó. Đấy. Bây giờ tôi đào lên để đem đi chỗ khác trồng. Khi mà bà con mà những cái vùng đất mà vì cái chất đất này thì bà con cũng không nên trồng, vì tôi đã trồng và kinh nghiệm nó không phát triển, đất không thích hợp, bà con là chịu được trồng đất này.
Cái đất này rất là thích hợp cho cây chè xanh. Cây chè xanh thì tuyệt vời. Cái chè xanh là ứa đất chua. Đây là con. Để nó cũng ra đây rồi. Nhưng mà phát triển rất là kém. Đấy. Phát triển kém. Khi bứng đi chỗ khác trông thì bà con nhớ gửi cho hết đất này, đất cũ này. Đấy. Để cho nó tiếp xúc với đất mới. Đất cũ này. Đấy. Bây giờ tôi lại tiếp tục đào cây thứ hai. Cây thứ hai là rụng hết lá này, không còn cái lá nào này. Để lá rất là nhiều nhưng mà nó vẫn không phát triển vì đất bạc màu quá. Này thì chấm không được phần lời. Đây, các bạn. Đây. Cái gốc của nó đây. Trong hơn một năm rồi mà nó chỉ được như thế này. Đây. Chúng ta đào đá trồng lại. Bây giờ đã bắt đầu đem đi trong chỗ khác. Bắt đầu đem đi trong chỗ khác. Đây, bây giờ tôi đã chuyển đi vùng đất khác qua trồng đấy. Đây, giới thiệu với bà con. Đây, đã trồng được 2 cây. Bắt đầu tiếp tục trồng. Tiếp tục trồng cho xong luôn. Đây. Đây là cái thứ ba, cái thứ tư, 2 cây trồng rồi. Trồng đây.
là trồng đã xong. Bây giờ tiếp tục tưới nước. Tưới nước cho nó sống. Sau khi trồng thì bà con nên nhớ là phải tưới nước để cho nó tạo cái độ ẩm để cho rễ nó phát triển. Đây là tưới nước đã xong. Thì sau khi trồng, tôi đã tưới nước cho nó. Tưới nước cho nó. Đấy, ở trong gốc. Thì tất cả các gốc đều như vậy. Thì video đến đây là kết thúc. Nếu bà con thích thì nhớ đăng ký kênh và cho một lượt like để video sau tôi lại tiếp tục và cho bà con được xem. Xin chào bà con.